Rồi, hello anh em, mùa dịch Covid anh em như thế nào rồi? Mình vẫn ổn nha anh em. Là và lát nữa sẽ có một điều bất ngờ dành cho anh em. Ở đây với sơ sơ là mới về N4 thôi anh em. 2019 là không một vết chày luôn anh em, bóng láng luôn. Đó. Mới rửa xong á vô là dựng lên nè, đó nhà hàng anh em 2019 biển số thành phố luôn nha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó, nhà hàng anh em nào mua thì cứ inbox cho mình hoặc là liên hệ bay mới để trên đó nha. Rồi thôi anh em R15 nữa nè. Cũng can xà beng luôn 5000 cây. Mới về mấy em GXX nè, anh em kêu quay GXX 40 triệu nè, bản smart key nè. Đó, GXX 40 triệu bản smart key nè, mới tin luôn anh em. Đó anh em thấy chưa, con này đi thoải mái rồi, đi xa rồi, nhức nách lắm. Đó, còn R15 55 triệu ở trong R15 màu xanh. Đó, rồi bây giờ cái quan trọng là cái đặc biệt dành cho anh em mà qua Minh Baker chơi nè. Những anh em mà chơi thân là chí cốt nè, ví dụ như mập lớn rồi ha, mập nhỏ rồi là anh em chí cốt rồi không nói. Đó thì mình về nhà mình lấy cái tivi Samsung nè. Tivi này hình như là 40 mấy 50 inch á. Đó. Hồi đó là mình mua đâu coi hình như là 16 triệu mấy á. Thì tivi này để cho anh em coi đá banh nè, chơi game PlayStation 4. Đó. Mà nhưng mà mấy đứa em nó chở, nó vận chuyển cái tivi này nó mỏng quá. Nó mỏng quá cho nên chở nó bị cấn một xíu, nó làm một chấm ở trên tivi, uổng ghê luôn. Rồi. Thì đây là đập thùng bộ PlayStation 4 nè. Đó. Anh em qua chơi là chơi game đá banh đồ á, mùa Euro rồi nè, Euro World Cup nè, chuẩn bị tới rồi. Đó, đập thùng PlayStation 4. Đang bắt nha, đang nhờ thợ là bắt cái tivi lên đây rồi để bộ PlayStation 4 đây. Tính mua PlayStation 5 luôn á, nhưng mà mất công anh em chơi ghiền á, PlayStation 4. Đã chưa? Hai tay cầm này là phải sạc nè. Tay cầm đó. Này là cái gì ta? Ủa? Mập. Cái này là cái gì Mập? Miro để làm gì? Nghe nói chuyện chơi online. Ồ, PlayStation 4 chơi online luôn hả? Hay ta. Cái này là dây nguồn nè. Dây HDMI gì đó. Đầu tiên là bộ đĩa đá banh trước. Biết ai không? Chị Bảy với lại Maxi nè. Thằng này nào quên rồi ta. Này nổi mà quên rồi. Quên bà nó đục mà. Đĩa rồi đó, chuẩn bị mua nhiều đĩa nữa. Anh em có đĩa PlayStation 4 là qua đóng góp nha, để chơi nha. Rồi cái này sách hướng dẫn sử dụng. Rồi hết rồi đó em. Rồi xí nữ có gọi là anh thợ anh qua anh bắt á, thì mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Thùng PlayStation 4 đã luôn. Cái PlayStation 5 á là cái máy nó cao đúng không Mập? Đời mới là máy nó cao hơn, nhưng mà PlayStation 5 thì đồ họ nó như thiệt ấy anh em, nhưng mà 4 là đã giữ rồi. 4 là đã chơi ok rồi anh em. 4 là thấy chơi là cũng nhức nách rồi, chơi mình giải trí thôi mà. Còn 5 sợ anh em chơi ghiền. 5 chơi dễ ghiền lắm, đồ họ nó như thiệt rồi đó. Này dây nguồn cắm vô đây. Có dây mạng nữa. Dây mạng nữa. Đâu để bỏ đây coi. Mở này nè. Đó anh em, là anh em có những cái thú vui mới khi qua mình chơi nha. Thú vui mới không đỡ buồn. Hình như cái này nè là có tiệm là nó mở luôn đúng không Mập? Có. Mở bằng máy tính không? Cái này mắc hơn máy tính hay là máy tính mắc hơn đây? Thì cái là máy tính, nhưng mà lúc nó mua mới còn thì cũng mắc á. Giờ PlayStation 5 là 2 mấy triệu á. Đúng rồi, bữa nghe em mới đập thùng PlayStation 5 á. Nó nói luôn nè. Nó kêu sao không mua PlayStation 5, kêu PlayStation 5 anh em qua chơi ghiền chết. PlayStation 5 á, cần dài 6-7 tháng mới ngon. Mới nghe tập quyền mới chuẩn còn giờ. Đúng rồi. Giờ chơi PlayStation 4 là ok rồi. Cái này là cáp sạc để sạc máy game nè. Cái này lỡ nó hết pin sao ta? Nó có cáp sạc đó, cắm vô cái lỗ USB nó sạc luôn. Pin nó xài lâu không? Lỡ xong đâu, thời gian nó. Trời, rồi ok, có chỗ sạc luôn. Đó, thì mình sẽ trang trí cho anh em coi. Thì để TV đây. Để TV đây. Rồi ở bên hai cái kệ, bên để PlayStation, bên để cái loa. Anh em chơi cho nó thực tơ chân thật á. Chơi chân thật đó. À, đang làm á anh em. Làm một ngày mới xong. Mới xong bộ game.
bây giờ bóc tem cái tivi mới luôn. Bóc tem, bóc tem. Tính ra tivi này rẻ mà. Nó 15 triệu mấy trăm mà anh em. Nói chung là cũng rẻ. Bóc. Đó. Coi đá banh rồi phải luôn. Dột bỏ rác. Bỏ này rác. Rồi giờ mình ráp dây lại nè. Chưa bao giờ chơi PlayStation. Tại game này á là mình chơi ở trên máy tính quen rồi, trên PC quen rồi, giờ lại ra PlayStation á cái bàn phím nó ngộ quá. Phím nó ngộ quá. Lát rảnh là test luôn đá banh. Đá banh nè, đá banh nè. Ronaldo Messi. Bye bye anh em nha.